Những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội, triển khai thực hiện tốt các nội dung ủy thác thực hiện giải ngân nhanh chóng, đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hiện Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng các cấp tuyên truyền vận động thành lập được 392 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ nhận ủy thác gần 286 tỷ đồng. Nguồn vốn các chương trình cho vay ưu đãi đã giúp hàng nghìn hội viên cựu chiến binh vươn lên thoát nghèo, hàng chục nghìn lượt học sinh sinh viên, con hội viên cựu chiến binh được hỗ trợ học tập, có việc làm ổn định, gần 6.000 hộ có nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh, hơn 74 hộ được cải thiện về nhà ở. Để tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối trong việc đưa nguồn vốn vay ưu đãi đến với hội viên, người nghèo và các đối tượng chính sách khác, các cấp Hội Cựu chiến binh đang đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.